bên đường như này, đi mái như này. Đẹp gần bằng đường. Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi trưa ngày 26 tháng 5 năm 2020 và chúng tôi đang có mặt tại nhà bác Cương tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đây. Còn tay tôi đến và lắp đặt và bàn giao cho gia đình bác một bộ ghế trường kỷ cũng như là kệ tivi, tủ áo. Đây là hình ảnh bác Cương nhé. Thì đây phía bên trong nhà thì chúng tôi có bàn giao cho gia đình bác. Đây là một bộ trường kể, một chiếc kệ tivi chất liệu gỗ lim 5p. Hiện tại anh em chúng tôi là vừa thi công lắp đặt xong. Và một chiếc tủ áo 3 buồng. Đây là bộ trường kể gỗ lim hàng đại. Kích thước 2m27. Đây quý vị thấy vân gỗ lim. Vân gỗ lim tự nhiên, mặt liền lá một tấm, vách đục tứ quý tùng trúc cúc mai, kiếm là đục hữu phúc. Đây, mặt bàn này vân rất đẹp quý vị nhá. Ngôi nhà bác ra mới hoàn thiện xong, hôm nay chúng tôi bắt đầu lắp đặt nội thất cho bác. Và ngoài ra phía bên ngoài phòng thờ này nữa, chúng tôi lắp một bộ cuốn thư câu đối phía ngoài này. Rồi, vừa lắp đặt xong một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mít ta. Bộ này đục theo mẫu là mẫu rồng hóa mai và chữ Đức Liễu Quang. Hai bên câu đối là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Quý vị có nhu cầu tham khảo thì hãy xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2020. Ở đây gia đình nhà bác Cường tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Rồi xin chào mọi người.